Giống anh Châu Mão vậy anh Châu Mão. Tôi còn thơ đang vấn đường mong mơ nên biến thành bài ca lần cuối. Ơi là tía, tía già rồi mà tía vô duyên quá đi á tía. Tía ca tôi có cảm quan lần cuối gặp nhau lan xé nói yêu mai nghe anh em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành thì bởi lo cắt đắp rất vô. Tôi có mày coi. Thôi mày làm ơn mày dẹp giùm tao cái coi. Lại đây nhà của người ta mày nhớ cầm bậy thằng bạn nghe như con tục. Thằng Đậu đâu? Còn mày mày lớn lớn gì chưa? Làm gì vậy? Trời ơi tía ơi tía, ông kỳ ghê. Sao tía không thể nhìn xem nhà đang có một mình tôi thôi mà tía lại hỏi làm như vậy, lỡ ai nghe thì họ cứ chết thúi đầu. Thằng con quỷ cái mày cầu xin tao mà tao hỏi cái thằng đầu đâu còn bay làm gì giờ đây mà bé bé là ra cho tàn lá như vậy ăn hết cả không sầm mà thấy mặt nhất cái đầu à. Trời ơi tía ơi là tía, tôi thấy tía em không thấy mình già rồi mà đóng đóng lắm à. Bộ tía em không sợ con nít nó chê à, cười thằng đâu là con của ai à, mà tía đè tôi tía hỏi à, nó có tại có chân thì à, nó đi đâu mà không mà được sao theo hoài làm tôi biết trả lời à sao? Tao tè mày ra hồi nào có quỷ kia thiệt là tao chịu mày hết nổi nói chuyện gì vậy? Cha chồng của nó mà nó cũng chẳng có đứng kiên. Trời đất xui khiến nhà ông có con tiền gặp vợ bà giống thiết là khó sinh làm sao không biết thằng đâu nó đi đâu mà quần đủ bộ nó nói chịu nó về tôi khoai khoai. Nếu tía em có muốn ăn thì đã biết mà coi còn gì không. Chớ mấy ngày nay tôi thấy trong mình hơi mệt. Thằng đầu với con em tụi nó ùa nhau bỏ đôi không được. Thật là không còn cách nào. Đời tôi nói tụi quen đừng có giam dài mà làm cho tôi thêm mà bực bội. Mấy ngày nay rồi tôi thấy trong người nó ở lắm mà tía ơi. Trời ơi, chắc kiếm chữ đông như đàn mà ta cố lắm. Nên kiếm này gặp má thằng đâu đã tài mà bấy còn tệ hơn bà gặp ai biết đâu tôi cũng nghe anh Đậu nói tôi tệ gì đó mà biết có không à. Cũng là chồng là cha sao tôi lại quá bác đa phần. Rồi tiếp hơn dành cho thằng Đậu có bao giờ có dám nói gì tôi đâu. Tía lúc nào cũng muốn gây lộn với con dâu sao không giống thằng đâu đâu dám gì làm đó. Ê mẹ đẻ thăm bà ơi ngó xuống mà coi nè tôi như vậy mà
nấu như là cũng ham gây nhớ nó. Muốn để thổi nó nhúng cũng được. Ai biểu chứ cứ nhìn tôi nói xiên nói xỏ. Người ta không biết ha. Nói cha con như là chó với mèo. Đẹp là huy là đẹp. Mày làm ơn mày căng cái họng lại giùm tao. Giết rồng ở trong nhà này. Tao là em con mày là chị. Chứ nói chuyện gì sao tôi nghe nghĩ gì hết. Nếu mình là chị em thì thằng đầu nó kêu tía hả? Bằng cái gì? Bằng thằng cha mày á. Tía này nói chuyện nghe rất là lạ kỳ. Tía với cha tôi là hai thằng đều khác. Tía là tía của thằng đâu, còn tôi là con của cha tôi. Tao không cần mày giải thích dẫu ăn lỡ tôi. Mày còn xuống miếng mà còn cái gì ăn cho mau ăn lỡ tôi. Tía ơi là tía. Tía đâu có điếc mà không có nghe tôi nói. Tôi ôi mơ hoài không nấu được nồi cơm. Chưa. Mày ủa mỡ hả bao lâu rồi đấy? Mấy ngày rồi. Ủa? Bộ tía gần vợ chồng tôi hả? Cái gì mày? Nhìn đâu mà rên hết. Sao tía hỏi? Tía như thằng đậu vậy? Chắc mày có bầu rồi phải không? Trời, tôi không biết đâu á, có bầu với cái con nhỏ này. Vậy mà sao mày lại ủa mỡ? Nậu nói tôi có thai cái ngán gì đó, tôi không có biết đâu á. Vậy là mấy năm sau mày có thai rồi hả đi? Vui quá, ba mừng quá. Tao chắc có á. Đây là tía, đâu phải như tôi đâu mà tía nói mừng như vậy. Con cái thằng đậu với tôi mà. Mà bộ tính định dành hả trời? Vậy là tôi đã có được thằng cháu nội nguyện không phải ăn lo. Bao năm giờ đạo như ông ăn trời bán cho. Ý ơi bán cho trời nào. Tía sao cứ dội ồn ào. Tôi chỉ sợ tôi khù khờ ngu dại rồi ăn nói lung tung á, nên cha con ông mới cứ ăn hiếp đi hoài. Cái này dành vô câu mà sao nó có đẻ cái gì đó. Con là con dâu rất là có nhiều tay đen à, miễn sao mà con ráng thành cầm tí thì dạy đứa cháu nội nữa tí á thầy chỉ xin nhau cho con. Gia đình mình sẽ ấm hơn nhiều hơn. Còn thằng đậu á, còn cứ yên tâm đi. Để đó cho tía lo cho. Sao con thấy ông tía này kỳ lạ? Hay là tía đang âm mưu bày bà chuyện gì? Ổ cha bay. Tại tía thấy con có cháu nội tía là tía vui. Trời ơi, tía ơi tía, sao tía cứ nghĩ tôi hoài, tôi cũng biết tự ái rồi nghe. Mày ăn nói lung tung bậy bạ, hỏi sao tao không chửi mày. Nè, con chăm sóc con rồi đó. Tôi đâu có biết, chứ
nhiều chuyện làm họ cứ liệu điên. Trong xóm ai có làm gì không biết đâu, súng nhau đè như vợ thằng đậu. Nè, từ ngày tía nhận con về đây làm dâu, tía đã nhận nhận bà con nấu dâu. Tía ơi là tía, tía làm ơn nhớ lại cái thằng đậu. Còn ăn hiếp tôi thì tôi sẽ bóp mũi thằng nhỏ này. Trời vợ ơi, tía nói là đến, để xin lại mày. Nó là cháu thằng tao là cục tinh của tía đó. Thằng đậu không còn rầy la tôi nữa, tôi mới hứa sẽ là thằng đầu con. Nó không có để nó thổi với lại gì.